Kìa có người học, kìa có, từ từ từ, có đi qua, con gái mới đi xuống đó. Anh chị hay cho cái bà này có đi cho. Không, mới thấy thứ đủ kìa. Không phải, có bà kia kìa. Mới thấy bà áo trắng cậu thấy không? Cậu thấy áo trắng không? Mãi mới thấy áo trắng mà. Đó, bây giờ có người đi xuống cậu. Cậu xuống này nè. Ủa? Có cậu. Ủa, nãy mới thấy bà áo trắng mà. Coi bản kia có không? Không, bây giờ cậu đi qua bên kia tìm nữa chị. Đó, bây giờ đi tìm. Tội nghiệp cậu. Đi buôn bán xong rồi phải đi tìm cháu rồi nè. Đó, giờ này đi tìm nữa chị. Bây giờ đi nè, tìm. Đó, bây giờ cậu và mấy anh em muốn đi tìm muốn chị. Đó, cậu đi về đây để thuyết phục Thủy bầu 8 tháng để mà đi về chăm lo. Mặc áo trắng luôn chị. Đó, bây giờ đi tìm khắp ở đây không thấy. Rất là thương cậu, tội nghiệp cho cậu lắm luôn chị. Mới biết thôi, tôi coi trên mạng thôi. Dạ. Tôi mới coi mấy bữa thôi. Tôi mới biết mấy bữa thôi chứ từ nào giờ tôi chưa biết. Từ nào giờ tôi chưa biết. Chẳng giờ là anh đi tìm mà dưới ra làm cầu là cũng thấy. Nãy tôi mới đi kiếm á, nãy tôi đi kiếm tôi không gặp. Có hỏi hai người ở bên đi leo bên làm cầu đó. Có hỏi mà là nó đi hôm qua, nghe nó đi hôm qua tôi giờ. Là đi ngày hôm qua rồi anh. Nghe nó đi hôm qua. Không hỏi với đánh nữa mà. Không biết, nó không biết đi đâu mà nãy hỏi hôm cái người ở chung với hầm cầu á, cái người đó nói. Dạ, hôm nay là anh tới đây để mà rước Thủy về hả? Nói cho nó biết là cũng như nó sống chung với gì nó đi, nó về với gì đó, với nó đừng có ở hầm cầu nữa. Mà nói thuyết phục như thế nào, tại vì hiện tại mang Thủy mang bầu gần 8 tháng rồi. Đúng rồi. Cho nên là rất là nguy hiểm mà ở đây anh biết là gầm cầu. Đúng rồi, gầm cầu. Sinh đạt như thế nữa. Rất là nguy hiểm này nọ. Thì đó, thì tôi có nói với dì nó rồi, tôi nói dì nó cho nó ở chung đi, rồi dì nó đồng ý. Dì nó nói giờ kêu tôi lại gặp nó, nói với nó gì đó. Nhưng mà anh có biết là trước đây là Thủy đã đi đâu và về đâu và tại sao lại có việc mà mang thai chưa là đã đến đây ở không anh? Không. Không biết luôn. Tôi nghĩ là nói đi là tôi nghĩ là nó sống chung với bạn bè nó thôi. Chứ tôi không nghĩ là nó sống với hầm cầu. Gia đình không có liên lạc luôn hả? Đúng rồi. Là Thủy không liên lạc. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy nay là Thủy có về là thăm gia đình không? Không. Không luôn hả? Thủy đâu có đời nào về. Dạ. Thủy có về đâu. Trong người của Thủy bây giờ có giấy tờ căn cước công dân hay là giấy tờ gì không anh? Không biết. Đó tôi không biết. Tại vì bữa tôi lên mạng tôi coi á, rồi tôi nóng ruột á, rồi tôi mới điện cho dì nó. Đó, tôi nói giờ nó ở hầm cầu gì á, thôi cho nó về ở chung đi, rồi dì nó đồng ý. Rồi tôi mới bữa nay tôi mới tới. Bây giờ tới tôi gặp nó. Bây giờ có thể nói cha với mẹ nó như thế nào không? Ba nó mất rồi. Ba mất rồi? Ba mất rồi, mất lâu rồi, mấy năm rồi. Còn mẹ thôi. Còn mẹ nó thì còn. Mẹ nó không thương. Mẹ giờ sống ở đâu cậu? Hả? Mẹ nó giờ sống ở đâu? Ở phường 1, quận 8. Phường 1. Có nghĩa là anh đây là cậu ruột của chị Thủy. Cậu ruột. Nó là người mẹ của chị Thủy này không thương chị Thủy. Đúng rồi. Đúng không? Không thương đâu. Anh có hiểu được nguyên nhân tại vì sao mà Thủy lại mà rơi vào cái hoàn cảnh như thế này không anh? Đúng như là nhiều khi nó buồn bã. Nó buồn.
nó buồn rồi đâm ra nó bỏ nó đi. Mà nó đi là tôi không biết đâu, tôi không biết nó đi đâu, tôi nghĩ là thì nó chỉ sống chung với bạn bè nó thôi. Có mấy bữa nay á tôi mở điện thoại lên nó tôi mới biết thôi. Với tôi hồi nào giờ tôi chưa biết mà nó sống hầm cầu. Với tôi biết nó sống hầm cầu là tôi xuống tôi nói nó rồi. Nhưng mà nghĩ đi lâu chưa anh? À đi hả? Đi lâu rồi mà tôi nghĩ là đi với bạn bè nó thôi, nó sống với bạn bè nó thôi, với tôi đâu có nghĩ là nó sống ở hầm cầu. Cách đây 4 năm á là có thuê nhà trọ sống chung với một người, là sau đó thì mới về hầm cầu này sống 2 năm, nhưng mà không có sống ở đây xuyên suốt, chỉ đi đi về về ở đây thôi. Cái đó thì tôi không gặp. Thì nghe bạn bè của Thủy kể lại đó thì tôi không gặp. Thì sếp cho cậu ơi xuống dưới chưa? Hồi nãy giờ xuống dưới rồi không gặp. Nãy giờ xuống dưới kiếm luôn không gặp. Nhưng mà hiện bây giờ nếu cậu kiếm Thủy á thì cậu có thể lo cho cái Thủy hay không? Phiên nó nói cho nó biết. Nó về nó ở với gì nó đi. Nó sống với gì nó đi. Nhưng mà trước đây Thủy có sống với gì chưa? Không sống. Nếu gì. Như mà cậu tới khuyên Thủy mà Thủy không muốn ở với gì thì như thế nào, cậu có cách giải quyết khác không? Dạ. Hay là cậu có điều kiện có thể thuê nhà trọ cho Thủy trong cái thời gian mà Thủy đang mang thai như vậy không? Có cách giải quyết không cậu? Tại vì hiện bây giờ là Thủy là đang thai 8 tháng rồi. Mà sống gần cậu vậy thì cái việc ảnh hưởng đến em bé là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà mình là cậu ruột thì phải có cách giải quyết. Nếu như Thủy không chịu thì mình có cái điều kiện gì không để mình giúp Thủy không? Không, tôi nghĩ chắc chịu quá. Tôi nghĩ chứ nói chắc chịu. Dạ. Tại vì Thủy nó biết gì nó mà. Thủy nó biết gì nữa. Bao lâu rồi cậu không gặp Thủy? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Khoảng mấy năm rồi? Lâu rồi nha. Lâu lắm rồi. Mấy năm mà lâu rồi không gặp. Không là... Và tôi nghĩ là nó đi với bạn bè nó thôi. Nó sống với bạn bè nó thôi. Với tôi đâu có nghĩ nó sống với hầm cầu như gì vậy. Không biết cậu có coi chứ có một cái clip tụi con chia sẻ là buổi tối tụi con quay trở lại á thì bị một số đối tượng á. Có tại vì tụi con cố tình quay trở lại coi xem buổi tối thì có ở đó không, thì vô tình thì gặp cái trường hợp như vậy. Thì tụi con cũng đang dự tính là sẽ tìm một chỗ cho Thủy ở, nhưng mà hôm nay quay lại không gặp Thủy nữa. Không biết sao, biết đi đâu không biết, là Thủy nó muốn không gặp mọi người hay là bị một số đối tượng khác di chuyển Thủy đi chỗ khác. Tại vì mấy bữa trước là nghe Thủy nói là hoàn toàn là Thủy không khác tự lập với ba thanh niên đó. Trong đó anh em lại kịp không ấy, không có chuyện xảy ra chuyện nữa. Xé đồ lùm lùm la mà. Chắc cậu thấy cảnh đó, cậu cũng buồn lắm hả? Buồn vậy á. Thấy con cháu mình mà trong tình cảnh vậy. Bởi vậy tôi mới nóng ruột, tôi mới gọi gì nó. Tôi gọi gì nó, tôi nói cho gì nó nghe gì đó. Yeah. Rồi gì nó đồng ý. Gì nó đồng ý, gì nó nói là cũng như kêu tôi lại gặp đi nói đi là về. Yeah. Hiện tại gì nó đang ở gì? Mấy cậu? Ở dưới Phú Lạc á. Ở quốc lộ 50 nha. Ở gần cầu Công Thịnh á. Gần cầu Công Thịnh. Đây chúng ta cũng gần mà. Để là cậu lên đây là đi tập phương tiện. Tôi đi bán. Tôi đi bán rồi tôi ghé luôn. Cậu giờ đang ở đâu? Ở dưới phường 1 nè. Vậy là ở gần nhà Thủy Tủ nè. Gần. Tại vì đây nhà cũng gần kiểu à. Thủy nói là hôm qua là hứa với tụi con là thứ hai này nè sẽ đi về nhà để tìm lấy cây xanh để đi làm căn cước rồi đi thuê nhà trọ. Thì Thủy nói là sẽ làm lại cuộc đời, là thuê nhà trọ xong đó là sinh nở xong đó là sẽ tìm công việc gì đó làm để nuôi sống bản thân. Thì Thủy có mấy anh chị em cậu? Hai thằng em. Là hai người em chung cha mẹ luôn không? Chung cha mẹ. Chung. Còn hai người sau này có con riêng không? Không, chưa không. Có gia đình. Sao nghe Thủy nói là có mẹ của chị có ấy mà. Ai lận? Mẹ của Thủy á.
Mẹ của Thủy thì có rồi, còn mà hai đứa em á thì chưa có gia đình. Hai đứa em thì chưa có. Lớn chưa? Lớn rồi. Thằng hình như là hai mấy tuổi rồi. Hai em của Thủy có biết, có coi clip rồi trên mạng thấy Thủy không cậu? Có biết gì không? Không biết. Còn cậu có liên lạc với hai em chưa? Không, chưa. Không được luôn hả cậu? Không có liên lạc. Dạ. Không liên lạc. Rồi quê của Thủy thì ở thành phố hay là ở đâu chú? Quê Thủy thì từ nào giờ Thủy ở đây mà. Thủy ở trong Sài Gòn đâu có gì quê đâu. Chị Hậu, quê nội là ở Trị An, còn quê ngoại ở Sài Gòn. Cậu tên gì để có bữa nào mà con có gặp Thủy rồi con nói lại với Thủy? Tên Hùng. Hùng là còn gì là tên gì đậu? Dì Phong. Dì Phong. Ý là dì Hồng. Dì Hồng. Dì Hồng. Dì Hồng là dì ruột nó. Nói vậy là Thủy biết ha. Nói vậy Thủy biết. Hiện bây giờ Thủy đi đâu rồi, tụi con ở đây tụi con cũng không biết luôn. Không biết là Thủy đang đi đâu. Anh em YouTube cũng chờ từ sáng chờ nhưng mà không thấy đâu hết, không biết. Tại buổi chiều hôm qua con có quay đấy. Lại thì con gặp chiều tối á là không có thấy Thủy đó, đồ đạc thì dẹp hết rồi. Và có thể là đi buổi chiều hôm qua. Nhờ nghe nói hồi nãy có hỏi cái anh kia, anh nói là đi hồi chiều hôm qua. Anh nói đi chiều hôm qua. Đi buổi chiều hôm qua. Cho nên bây giờ muốn giúp Thủy mà cũng không biết giúp sao. Tôi tới đây là tôi trông để tôi gặp. Tôi gặp nó để tôi nói cho nó hiểu, cho nó biết. Mà lại giờ không gặp. Nói chung thì khi nói với Thủy thì nói về gia đình bên mẹ thì Thủy hoàn toàn là bị bất mãn đó cậu. Đúng. Không mẹ, mẹ nó không thương. Đúng rồi, nói tới mẹ thì không. Em gì kia là bất mãn hết. Tôi cũng đồng ý là mẹ nó không thương. Mẹ không thương hả cậu hả? Không thương, mẹ. Năm nay bao nhiêu tuổi đây chú? Dạ. Mẹ Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Mẹ Thủy năm nay chắc cũng bốn mấy tuổi. Nhưng mà con hỏi cái này là khi mà cậu biết Thủy lên trên mạng vậy, cậu có liên hệ với mẹ không? Liên hệ mẹ nó hả? Dạ. Hồi hôm có uống cà phê uống ấy có nói mẹ nó. Thì mẹ nói sao cậu? Cậu cứ chia sẻ thật tình đi. Nói mà có cái không? Thấy mẹ nó không có thương. Nhưng mà lơ luôn hả cậu? Lơ. Mẹ nó mặc kệ hả cậu? Mẹ nó không có thương. Nhưng mà con nghĩ là dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Thì thấy con mình thì tôi cũng có nói như vậy á. Mà mẹ nó lơ rồi. Thôi mẹ lơ rồi thôi. Không mẹ thì còn cậu đúng không? Nên thành ra cậu có một cái thấy con cháu mình vậy thì cậu tới đây tụi con cũng rất là quý. Khi mà thấy cậu có cái thấy con cháu mình trên mạng vậy thì tới tìm. Thì bây giờ là tụi không có ở đây thì tụi con sẽ cố gắng là để giúp cậu có thể là để tìm hoặc là có thông tin nào đó tụi con sẽ liên hệ với cậu để cậu có thể có kiếm cách giải quyết để đưa. Tôi cũng nóng ruột lắm, tôi muốn gặp nó mà không gặp. Muốn gặp trò chuyện với nó, mình nói chuyện khá với là nó. Lâu rồi không gặp á. Cái lúc mà xem thấy Thủy là cậu nhận ra Thủy liền không? Không. Không nhận ra? Không nhận ra, lâu quá rồi không nhớ gì mấy. Rồi sao cậu? Rồi con nhỏ con gái của tôi à. Nhỏ con gái tôi nói à. Rồi bắt đầu tôi mới biết. À. Bạn gái cậu là hôm nay chàng tuổi Thủy không? Cỡ chàng rồi. Lớn hơn tuổi à, lớn hơn cũng chàng. Là chơi chung nhỏ ha. Lớn hơn tuổi. Nóng ruột rồi tới đây để tìm Thủy mà giờ không có gặp Thủy. Mấy anh em sáng giờ cũng đợi giờ không có gặp Thủy. Thấy Thủy con cháu. Sáng chạy vòng vòng tại con máy. Đợi sáng giờ luôn. Giờ cậu đi bán cái gì? Đi bán hộp gà hộp vịt. Bán hộp gà hộp vịt. Bây giờ mà cậu thuyết phục và Thủy về được không? Nghĩ mình chắc được, tại vì mình nói cái đúng rồi này kia cho nó nghe rồi, phải không? Rồi thằng trong gia đình bên ngoại đó là Thủy thương ai nhất cậu? Thủy bà ngoại. Bà ngoại hiện tại bây giờ là mất rồi. Mất rồi.
tại vì có một cái người nào mà Thủy thương yêu á, có thể là lỡ thuyết phục có thể là được á. Bà ngoại, mà bà ngoại mất rồi, thương bà ngoại á. Là từ lúc mà cậu với Thủy mà không gặp nhau đó là cách đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu khoảng 10 năm không? Không tới đâu, không tới đâu. Chắc chừng 4-5 năm nay. Vậy là cũng lâu quá ha, 4-5 năm. Là 4-5 năm đó là hoàn toàn mất liên lạc luôn hả cậu? Ở trong gia đình không ai liên lạc được luôn hay sao? Không, tôi nghĩ là nó sống chung với bạn đó thôi. Tôi không nghĩ là nó sống với thằng cậu vậy đâu. Tôi không nghĩ tới gì. Tôi nghĩ là nó bỏ đi là nó sống chung với bạn đó. Lúc mà cậu thấy Thủy sống ở gặp cậu, cái cảm giác cậu thế nào? Mình thấy khó chịu người. Bức rứt đó, rất là bức rứt. Nóng ruột. Thủy với mẹ có giống nhau khuôn mặt không cậu? Thủy với mẹ cũng hơi giống. Tại vì thấy cái hình mà lúc Thủy còn tỉnh táo á, rất là xinh luôn. Hiện tại giờ cũng rất là xinh. Mà cậu đẹp cho cậu hỏi là trước khi mà cậu không liên lạc với Thủy thì cậu có biết công việc của Thủy làm như thế nào không? Ổn định không? Mà đến mức độ mà tới bây giờ là thành ra vậy, cậu có nắm được điểm đó không? Cái này nói chung nó cũng dài dòng lắm. Nó cũng lâu rồi, nó cũng dài dòng đó. Chung là trong gia đình chắc có nhiều biến cố hơn. Đúng rồi. Cũng dài dòng. Nhưng mà hình như là Thủy rất là thương cha nha cậu. Mỗi lần nhắc tới nhà khóc đó. Đúng rồi, Thủy thương lắm. Mỗi lần anh em mà hỏi tới mà cha này nọ là khóc sướt mướt luôn. Clip chọc đến đây cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý bà anh chị nhận clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý bà anh chị.